Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An vừa ban hành quyết định số 9253 về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của tỉnh Long An. Cùng với các địa phương khác, đây sẽ là cơ sở quan trọng để Đức Hòa có định hướng quy hoạch đô thị đến năm 2030. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, huyện Đức Hòa đã tập trung chương trình phát triển đô thị để đưa Đức Hòa từ huyện nông nghiệp công nghiệp lên thị xã và định hướng lên thành phố trong tương lai. Đến nay, qua đánh giá sơ bộ các tiêu chí để lên thành phố, Đức Hòa đã đạt được 51 trên 59 tiêu chí. Trong 8 tiêu chí còn lại, Đức Hòa sẽ tập trung thực hiện từ nay đến năm 2025, đặc biệt là vấn đề về mật độ dân số đô thị, giao thông và xử lý rác thải. Định hướng là sẽ chọn cái vùng lõi đô thị, tập trung từ cái vùng hạ đó là thị trấn Hòa, kéo dài lên thị trấn Hội Nghĩa và kết nối với thị trấn Hiệp Hòa và cái đô thị mới và đã được Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương đó là cái đô thị mới Tân Mỹ, để tập trung đầu tư trong vùng lõi này, định hướng phát triển Đức Hòa lên thành cái đô thị loại 3 và từng bước tiến lên thành phố Đức Hòa, trong đó là tập trung xây dựng các vị trí xã để đảm bảo các tiêu chuẩn mà lên thành phường, đó là cái vùng lõi của đô thị. Về định hướng lâu dài, Đức Hòa xác định 3 vùng trung tâm. Thứ nhất là vùng lõi đô thị, thứ hai là phát triển về khu vực sinh thái cặp sông Vàm Cỏ Đông và phần còn lại là vùng phát triển công nghiệp và đô thị, được xác định giáp ranh với các huyện Bình Chánh, Hóc Môn và Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh cùng thị xã Trảng Bàng của tỉnh Tây Ninh.